Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Và thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là nhu cầu căn bản thiết yếu của con người. Và để có được của ăn nuôi thân, chúng ta phải vất vả, bươn chải trong cuộc sống hàng ngày. Có những người làm nghề xe ôm, có những người phải rong ruổi với những cánh gánh hàng rong để kiếm của ăn nuôi thân. Và thậm chí có những người nông dân đã phải vất vả để kiếm từng hạt gạo cho mỗi người chúng ta hưởng dụng. Và khi mỗi lần chúng ta cầm một chén cơm, chúng ta lại nhớ về những vất vả của những người mà đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để sản xuất ra những gạo lúa cho chúng ta hưởng dụng. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo cơm một hạt đắng cay muôn phần. Và mỗi người chúng ta cũng thế thôi. Cho dù cuộc sống như thế nào, cho dù là những người giàu có đi nữa, để có được của ăn nuôi thân, chúng ta phải sử dụng khối óc, đôi bàn tay này, phải vất vả bươn chải, phải sống trong đời sống mỗi ngày qua đi, bươn chải để kiếm của ăn nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, tất cả những của ăn chúng ta có thể hưởng dụng được cũng chỉ nuôi phần thân xác của chúng ta. Cho dù là ăn cơm nước mắm, cho dù là ăn sơn hào hải vị, cho dù là sống trong những ngôi nhà sang trọng lát vàng đi nữa, thì thân xác này rồi cũng rã tan. Và thậm chí có những con người vì của ăn hư nát ấy mà đánh đổi ngay cả nhân phẩm, ngay cả danh dự, và thậm chí là đánh đổi cả sự sống đời đời của mình chỉ để đổi lấy những của ăn màu hư nát. Chẳng hạn như trong sách Sáng Thế có một câu chuyện ăn uống, đó là khi tổ tiên của loài người là Adam và Eva tìm kiếm những của ăn viển vông trong sự ham mê quyền lực, trong sự kiêu ngạo, thì của ăn ấy lại dẫn đến cái chết, và như là một cái bẫy để con người phải trả giá. Ngày nay cũng thế thôi, nhiều khi chúng ta chạy theo những của ăn, chấp nhận đánh đổi và sống theo một lối sống viển vông hưởng thụ, tìm kiếm những gì viển vông ngoài Thiên Chúa, thậm chí là sai luật Chúa, phản bội Chúa, nhưng chúng ta vẫn cố để đạt được những của ăn ấy. Và trong câu chuyện của gia đình Isaac cũng thế. Ông có hai người con, một là Ê-sau và một là Gia-cốp. Ê-sau là người trưởng nam, nhưng vì một bát canh thôi
ông đã đánh đổi quyền trưởng nam của mình vì sự ham mê ăn uống. Ông đánh đổi cả các lời chúc phúc của Chúa dành cho người trưởng nam. Và kết quả là ông mất đi quyền trưởng nam, nghĩa là người thừa kế lời chúc phúc của Chúa. Trong đời sống cũng thế, nhiều khi chúng ta chỉ ham ăn, ham uống, mà rồi chúng ta đánh mất phúc lành của Chúa, đánh mất chính linh hồn của mình qua những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, qua những bữa tiệc hưởng thụ trụy lạc, đặc biệt là những quý ông quý anh đây. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm kiếm một của ăn khác, đó chính là của ăn đem lại cho người ta sự sống đời đời, chính là máu thịt của Ngài. Và Ngài tuyên bố rằng ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Và chúng ta tiếp nhận máu thịt của Chúa chẳng phải là chúng ta tiếp nhận một cách phàm tục, như chúng ta ăn một miếng thịt, uống một ly rượu. Nhưng chúng ta, việc rước lễ của chúng ta, nó phải kết hợp với cả một đời sống của chúng ta. Khi chúng ta lên rước lễ là chúng ta tin vào Chúa, đặt chọn niềm tin của mình nơi Chúa, và để cho Chúa đi vào cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chẳng hạn như nếu như chúng ta chỉ rước lễ theo nghĩa đen là mỗi ngày tham dự thánh lễ, chúng ta lên rước Chúa, chúng ta lãnh nhận mình máu của Chúa, nhưng chúng ta lại không để cho Chúa đi vào tâm hồn của mình, đi vào cuộc sống của mình, thì của ăn thần lương ấy mà Chúa mời gọi chúng ta đến cũng trở nên vô ích, là bởi vì chúng ta không tiếp nhận, chúng ta không biến đổi, chúng ta không chuyển hóa nó thành chính đời sống của mình. Có một điều khác biệt là khi chúng ta ăn thức ăn thì thức ăn ấy biến đổi thành thịt máu chúng ta. Nhưng khi chúng ta rước Chúa thì lại hoàn toàn khác. Chúng ta rước Chúa, chúng ta đón nhận mình máu thánh Chúa, để rồi mỗi ngày chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn, đồng hình đồng dạng với Ngài trong cách suy nghĩ, đồng hình đồng dạng với Ngài trong cách cư xử với tha nhân, đồng hình đồng dạng với Ngài trong việc khôn ngoan chọn lựa những giá trị của nước trời. Và trong bài đọc một chích sách khôn ngoan, Đức khôn ngoan và Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta hãy chọn lựa sự khôn ngoan, là hãy sống và đón nhận mình máu của Ngài như là của ăn, để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, để biến đổi linh hồn của chúng ta, cuộc sống của chúng ta trở nên giống Ngài hơn. Và trong thư Ê-phê-sô, trong bài đọc 2, chúng ta nghe Thánh Phao-lô cũng mời gọi chúng ta đừng sống hão huyền, đừng sống ngu xuẩn, mà hãy chọn một lối sống khôn ngoan, đó là hãy sống tốt lành thánh thiện, gắn bó với Chúa. Và việc chúng ta rước Chúa hằng ngày để chính Chúa đi vào đời sống tâm hồn của chúng ta, biến đổi lời ăn tiếng nói, biến đổi hành động của chúng ta trong đời sống này. Và thưa quý bà anh chị em, khi chúng ta rước mình máu thánh của Chúa, đó là một bảo chứng cho chúng ta thấy chúng ta đang ở trong tình trạng ân sủng, và chính thân xác này đây, khi lãnh nhận mình máu của Chúa và khi quý ông bà anh chị em nằm xuống, thì khi linh mục đến làm phép xác, nhắc lại rằng thân xác này là một thân xác được Thiên Chúa cứu chuộc, và chính thân xác này khi còn sống đã rước mình máu của Chúa, vì thế thân xác này được tôn trọng, được tôn kính, để rồi trong ngày sống lại, thân xác đã từng rước Chúa này được trở nên kết hiệp lại với linh hồn để hưởng sự sống vĩnh cửu muôn đời. Vì thế khi chúng ta rước Chúa, chúng ta biến đổi cuộc đời của chúng ta để cho Chúa đi vào đời, chứ đừng để cho Chúa đi vào môi miệng chúng ta rồi dừng lại ở đó.
Nhưng Chúa phải đi vào cuộc đời của mỗi người chúng ta để biến đổi mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa hơn. Như thế, thực sự chúng ta mới rước Chúa chọn, thực sự chúng ta mới đem lại hiệu quả cho chính đời sống của mỗi người chúng ta. Mình máu thánh của Chúa là của ăn thần lương mà Thiên Chúa ban không, biếu không cho mỗi người chúng ta. Thế mà nhiều khi chúng ta đi lễ, chúng ta thờ ơ, chúng ta xem thường, và thậm chí nhiều khi chúng ta lên rước Chúa cũng không phải ai cũng tốt lành thánh thiện, là bởi vì rước Chúa theo thói quen mà thôi, không ý thức gì hết. Giống như một cái xác không hồn lên rước lễ, thậm chí là rước một cách vội vàng. Có những người thực sự khi con trao mình thánh, vừa mình thánh Chúa Kitô chưa kịp đặt vô lòng bàn tay, đã dịch một cách vội vàng, bỏ vô miệng đi ù xuống dưới. Một sự bất kính, nó thể hiện rõ rằng chúng ta chỉ rước Chúa theo thói quen. Và có những người rước Chúa nhưng mà chẳng để cho Chúa đi vào đời sống của mình, rước Chúa để Chúa đi vào miệng rồi tan chảy thôi, nhưng không để Chúa hiện diện và đi vào cuộc đời của mình, đi vào đời sống của mình thì cũng vô ích. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ, chúng ta ý thức được rằng nguồn thần lương mà Chúa ban không, biếu không ấy có một giá trị quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nó là bảo chứng cho sự sống đời đời của chúng ta. Chính mình máu thánh của Chúa thông truyền sự sống thần linh cho chúng ta. Vì thế khi linh mục đọc trước khi chuẩn bị của lễ, thì khi cầm chén thánh, rót rượu vào chén thánh và lấy một giọt nước hòa vào cái ly rượu ấy, linh mục đọc rằng: nhờ dấu chỉ của nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. Nghĩa là khi chúng ta tiếp nhận mình máu thánh Chúa là chúng ta được thông truyền sự sống thần linh của Ngài trong chính linh hồn của chúng ta. Vì thế chúng ta ý thức lại, rước Chúa và chuẩn bị tâm hồn cho thật xứng đáng. Rước Chúa đừng dừng lại ở môi miệng, nhưng rước Chúa là rước Chúa vào cuộc đời của mỗi người, để Ngài biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta trở nên giống Ngài hơn, để một ngày chúng ta được đồng hình đồng dạng với Ngài. Và chắc chắn rằng khi chúng ta đồng hình đồng dạng với Ngài thì cái hạnh phúc vĩnh cửu mà Ngài hứa ban có bí tích thánh thể mới thực sự hiệu quả và hữu hiệu nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.